hai chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Tại Sao Bạn.com. Và trong video này mình sẽ đến cái chuyên mục đó là bên trong có gì ha. Thì trong video này mình sẽ bung cái loa Bluetooth của Vivan VS1 ra. Thì mình cũng có một cái video test nước cho anh em rồi, thì đâu đó tầm khoảng 2 ngày thì mình thấy cái loa này vẫn sống tốt ha, sống khỏe. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh em nha, thì một đoạn nhạc nè. Đó, anh em thấy chưa, với cái mức giá này thì không có gì mà phải chê trách cái loa này hết. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em mở cái loa này ra ha. Thì trước khi mở, mình sẽ sử dụng máy sấy để mình mở cái dàn trên này ra ha. Và cũng như sử dụng máy cháy để mình chở cái miếng ở dưới này ra. Bây giờ mình sẽ sử dụng ha. Khi mà anh em mở được hai cái miếng này ra rồi á, thì cái việc còn lại của anh em đó, sử dụng một cái nẹp để cạy ra ha. Thì đây mình có sử dụng một cái nẹp nè, mình nghĩ trong cái lo này vẫn còn nước anh em. Tại vì mình chơi bão quá, mình dúng nước sâu quá, mình nghĩ nước trong cái lo này vẫn còn. Thì mình sẽ sử dụng một cái nẹp cạy như thế này để mình cạy cái lo này ra ha. Mình sẽ nhắn vào cái đường kẻ của cái lo này. Đó, khi mà nhắn thì anh em sẽ thấy một cái đường hẻ nó mở ra như vậy ha. Anh em dùng những cái mạt này để đút vô và đẩy ra như vậy. Xong rồi anh em sẽ gỡ cái này lên ha. Trong cái này thì sẽ còn nước, tại vì cái phần này nước nó vô đường này anh em, nó ra nó sẽ không hết ha. Mình sẽ chùi đi cái phần nước của cái lo này. Khi mà anh em tháo được cái nắp này ra rồi, cũng giống như mình xử lý cái nước còn lại của anh em, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái đầu vít ha, để mình dặn 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con ốc này ra. Anh em nhìn ha. Bây giờ mình sẽ dặn ha. Khi mà anh em tháo hết 6 con ốc này ra anh em, cái việc còn lại của anh em đó là anh em bung ngược ra như vậy ha. Đây, nó nhẹ nhẹ như vậy thôi là anh em đã bung được cái lo này rồi. Thì bên trong anh em sẽ có một cái phần 500, phần pin và một cái phần mạch như vậy. Thì bữa đó mình test nước cho anh em á, thì nó cũng hơi vô nước chút đỉnh thôi. Thì để tầm khoảng 2 ngày thì chắc có lẽ mình sử dụng nó hơi nhiều anh em, thì có lẽ là nó khô rồi. Nên trong đây thì nó sẽ không còn nước nữa nha anh em. Nhưng mà mình nhìn nó còn một cái hơi ẩm chút đỉnh thôi. Thì đây, anh em thấy chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ bung ra ha. Cái phần lo anh em thấy chưa, phần lo thì ở đây phần viền nó cũng có một cái phần ron nè, phần pin, phần bơm mạch của nó đây. Nhìn nó tương tự giống như là cái lo của Robo anh em ha, tại vì nó chung hãng mà. Nó tách ra thôi, nhưng thật sự ra nó cũng là hãng của Indo nên nhìn nó tương tự với nhau. Anh em nhìn thấy đây ha. Cái phần bơm mạch nó thì anh em nhìn thấy nó cũng tương tự giống như là phần cái lo của Robo thôi, gồm có phần mic, phần jack cắm sạc nè, con chip Bluetooth cũng giống như là dãy mã âm thanh bên thẻ nhớ và USB, con chip phít đại âm thanh, 4 cái nút để anh em có thể điều khiển. Quay qua phần bên đây thì anh em có một cái khe thẻ nhớ, một cái jack cắm USB và một cái con tụ như thế này. Kèm theo đó là ở đây nó có hai cái jack ha, một cái jack màu trắng và một cái jack màu đỏ để anh em kết nối với lo và pin. Cái lo này thì anh em thấy không, thiết kế rất là dễ sửa chữa, cũng giống như là dễ dàng mà nâng cấp. Cái hãng nếu mà có lỗi thì hãng đem về họ đổi mới cho anh em, hoặc là hãng có thể là đổi cái mặt khác cho anh em, rất là đơn giản luôn. Có anten một Bluetooth. Đây là bên trên cái lo của chúng ta, thì cái lo này là cái lo có cái công suất là 5W nha anh em. Thì ở đây nó có một cái miếng này, thì bây giờ mình sẽ dỡ lên cho anh em xem ha. 4 ohm và 5W nha anh em. Đây, anh em thấy rõ chưa, 4 ohm và 5W. Kèm theo đó là một cái viên pin 18650 có dung lượng đó là 1800 mAh. Cầm cái viên pin này rất là đậm tay nha anh em, 3.7V, anh em thấy chưa, 1800, 18650. Đây là toàn bộ linh kiện bên trong của chiếc lo Vivan VS1. Thì anh em đánh giá như thế nào? Theo mình đánh giá cái mức giá đâu đó tầm khoảng 200.000 đô lại. Thì cái lo này cho ra cái chất âm rất là hay luôn anh em, và đặc biệt là nó chống nước rất là tốt. Anh em thấy mình ngâm nước rất là lâu như vậy nhưng mà cái lượng nước vô rất là ít, và nó cũng tự khô tầm khoảng 2 ngày nay thì nó đã khô rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em lắp lại cái lo này ha. Để lắp lại cái lo thì anh em cứ lắp lại hai cái phần jack này trước. Khi mà anh em lắp lại hai cái phần jack này rồi thì anh em sẽ lắp lại cái phần mạch ha. Cái phần mạch thì anh em sẽ lắp vô đây. Tiếp đến là anh em sẽ lắp cái phần lo vào. Anh em nhớ nha, đừng có để cái lo này nó sấy quá nhiều dòng thì nó sẽ dễ bị cái tình trạng mà gây đứt á. Nên anh em cứ lắp vô đây một cái là được. Xong rồi còn cái phần này còn lại anh em cứ lắp vô đây. Có một cái ron để cho nó cách âm với lại cái phần bên trên thì anh em cứ nhét cái phần này vô ha. Nhớ nhét cho nó khít nha. Tiếp đến là anh em sẽ lắp cái phần này lại. Thì anh em sẽ lắp vô như vậy.
khi mà thấy khít gọi chân rồi thì anh em sẽ bỏ 6 con ốc này lại và anh em dặn lại ha. Cái lo này lắp ráp đơn giản lắm anh em, tháo lắp đơn giản nhưng mà nó chống nước cũng khá là tốt. Bây giờ mình dặn đây ha. Khi mà anh em lắp hoàn thành 6 ốc rồi thì cái phần còn lại thì anh em sẽ lắp vào cái phần khung ở ngoài. Thì anh em sẽ lắp vô như vậy ha. Anh em bóp mạnh vô. Như vậy là được đó anh em. Xong rồi anh em sẽ dán lại hai cái phần mặt này. Phần mặt dưới này thì anh em sẽ dán ở bên dưới ha. Anh em sẽ dán lên như vậy. Cho nó khít. Còn lại cái phần mặt trên thì anh em sẽ dán theo cái chiều mà từ bên đây qua. Nó có một cái lỗ nhỏ mít nè, anh em cứ dán theo như vậy ha. Là được. Bây giờ anh em sẽ mở lại lo. Thì mình đã kết nối được với máy tính, bây giờ mình mở test lại ha. Ok rồi anh em, rất ngon lành luôn. Còn về phần sợi dây này thì một lát mình sẽ sử dụng một cái sợi dây kẽm nhỏ để mình xỏ qua. Thì nãy mình quên gắn vô trước khi mà mình lắp cái lo là anh em, thì bây giờ nó hơi khó thì phải dùng sợi kẽm nhỏ mình mới xỏ được ha. Lát mình sẽ xỏ sao. Thì anh em đánh giá cái lo này như thế nào? Theo mình đánh giá với tầm giá chưa đến 200.000 thì cái chiếc lo này thật sự rất là thật sự đáng mua luôn anh em. Cái chất âm tốt, trải nghiệm chống nướng tốt. Nếu mà anh em cần một cái chiếc lo để nghe nhạc ngoài trời, nhất là những anh em khi mà làm việc ở những cái công trình hay là anh em hay đi làm hay là đi tập thể dục thể thao, thì chiếc lo này một cái sự lựa chọn tốt nhất cho anh em. Về phần link video review chi tiết của chiếc lo này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha, cũng giống như là link video trong nước thì mình sẽ để dưới luôn cho anh em. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hỗ trợ cho anh em, thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tajaba.com của mình. Anh em muốn mình buôn sản phẩm nào ra nữa thì nhớ của mình cho mình biết nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Ba anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.